với sự tham gia của các diễn viên Tiết Gia Yến, Lâm Văn Long, Tạ Thiên Hoa, Nguyễn Triều Tường, Lưu Bích Nhi, Mai Tiểu Huệ, Lưu Đan cùng một số diễn viên khác. Điều hành sản xuất từ Ngộ An, diễn viên Lồng Tiếng, Chí Hiếu, Bích Ngọc, Ý Nhi, Thùy Trang, Bình Nguyên, Anh Luân, Hoài Bảo, Huệ Phụng, Thanh Bình. Kỹ thuật Lồng Tiếng, Khởi Minh, Cẩm Thuận, Ngọc Tuấn, Thanh Liêm, Đình Luân. Bộ phim Gia đình vui vẻ hiện đại. Sa Sa, 11 đó. Hả? Trời ơi, em làm cái gì vậy? Sao lại thẫn thờ vậy chứ? Chị nói cái gì 11 giờ? Chị nói ly này là ở bàn số 11. Chắc là dạo này cô ba lo cặp bồ cho nên không có tinh thần làm việc. À, cũng may là em cơ đi làm thường gặp mặt cậu. Nếu không á, thì cũng sẽ thẫn thờ, sớm muộn cũng sẽ bị đuổi. Dụng về quá đi, để cho tôi. Bà chủ tính tiền. Cảm ơn, 11 đồng. 11 à. À, Sa Sa, làm gì vậy, không được khỏe hả? À, không có gì. Chết rồi anh Nguyệt, đau quá, đau chuyện quá, gì, chuyện đau gì? Quá. Hả? Chuyện tôi gì? Chết rồi, cái chân của con. Ở trời, để má bóp chân cậu thì nè, ai cũng có mặt, chỉ có anh ba là vắng mặt vậy mà chị cũng kêu ảnh được. Xin chào, đau. Ủa, bà xã em sao vậy? Lại bị giật bẻ chưa nè, trả lại đó. Làm ơn đi Nguyệt, có chuyện gì thì Ngọc Lộ sẽ kêu con mà, con đừng có bỏ đi, có được không vậy? Anh là chồng của con, không kêu ảnh chẳng lẽ kêu cậu hay sao? Thì điên quá mà. Ê, bình thường thôi mà, nếu lỡ như có một ngày kêu tên của người khác thì là chuyện lớn đó nha. Hả? Mình đã kêu tên của anh Thập Nhất, không lẽ... Phải ha, em cơ của cậu bất cứ lúc nào cũng mở miệng kêu tên của cậu cả, kêu là Cẩm. Cẩm à? Cẩm ơi, Cẩm, Cẩm... Cẩm à, Cẩm. À, ở vậy? Cậu cũng thường kêu tên chị. Là lúc nào? Thì lúc tính tiền. À, phải à? Thôi, xin chào. Xin chào. Xin chào. Thôi, chào. Chào anh. Nè, 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 đưa đây, để tôi đi cho ha, tôi đi cho. Nè anh hai, anh lại quên em rồi. Ê, cảm ơn nhiều nha, bữa sáng phần Nga có phải không? Khỏi cần, khỏi, tạm biệt. Tạm biệt. Bye bye. Ê, Sa Sa, gấp gáp quá, đi đâu vậy? Hả? Bên kia. Tôi cũng vậy, đi chung đi. Sao anh không ăn sáng rồi hãy đi đi ha. Tôi gấp phải đi làm. Ê, bây giờ có việc thì phải làm thôi, mai mốt không biết là có việc để làm hay không nữa. Ê, cẩn thận. Có sao không vậy? Xe tôi đợi đã tới rồi. Ê, xin hỏi xe này đi đâu vậy? Đường không đúng. Hả? Đường không đúng? Phải rồi, hai dạo này sao mình không đúng đường vậy? Ủa, Sa Sa, lên kiếm tôi hả? À không. Kim Nguyệt để quên đồ hả? Đưa tôi được rồi. Hả? Vậy sao? Không có. Tôi lên đây tìm Hoàng Thượng, là bạn trai của tôi đó. Tôi chết, không biết có phải cô ba biết được người đàn bà nhí nhảnh nhất đã lên đây tìm ông Hoàng để nói chuyện, nên cổ lên đây để canh chừng không? Nếu như cổ thấy được Nancy liếc mắt đưa tình với Rose thì thế nào cũng đổ đi. Cô ba, Hoàng Thượng đang có khách đó, hay là cô đi uống nước trước đi ha. Chị vừa mới uống xong, không cần uống nữa ha. Vậy đi toilet ha, đi. Sa Sa, tôi muốn đi toilet chung, mình đi đi. Tôi không cần đi đâu, mấy người đi đi ha. Hay là mình tới Vịnh Thanh Thủy uống nước rồi từ từ nói chuyện nha. Thôi khỏi, tôi có cuộc họp rồi, để khi khác đi ha, khi khác đi. Vậy tôi chờ ông nha. Được rồi, để tôi đưa cô ra thang máy. Trời ơi, thì khổ quá đi. Người khách còn trẻ tuổi vậy mà đi đứng không tiện, thiệt tình. Phải đó. Không có ai đỡ thì cổ sẽ hay bị té ngoài đường. Cô ba à, cô đừng có thấy cặp mắt của cổ cứ nhấp nháy như vậy. Thật ra là cặp mắt của cổ bị có tật đó. Cổ thật ra là bạn gái của ông Hoàng lúc trước á, nhưng mà đã lâu rồi không có liên lạc. Là thật. Phải đó, lúc trước á, thỉnh thoảng cũng có tới đây, bây giờ không có tới nữa. Phải đó, cổ thì không có chút gì gây tổn thương cho ai, chia tay rồi không cần để ý tới. Phải. Cho nên cô ba không cần phải ghen đâu ha cô ba. Phải rồi, không cần phải ghen đâu. Thì ra họ sợ mình ghen. Thôi chết, sao mình không ghen, không có thấy ghen chút nào hết. Không được, không giận thì đâu giống bạn gái của ảnh.
Ảnh thì là quá đáng, coi tôi không ra gì hết hả? Nè cô ba, hoàng thượng chỉ là bất đắc dĩ thôi mà cô ba. Thì là tức quá nè, mà cô ba. Nè, giao bạn gái lại cho ông đó. Nè. Anh với cổ quả thật là không có cái gì hết đâu. Bạn chuyện làm ăn thôi. Cổ kêu anh đi uống nước với cổ, anh cũng từ chối. Đừng có giận anh mà. Hai người thì không có gì à? Không có cái gì hết. Ờ, được rồi, vậy xong chuyện. Hả? Sao dễ dàng quá vậy? Phải. Chào cô Từ, xin chào. Xin chào cậu Thập Nhất. Chị Hai, xin chào. Sao phải tránh mặt chứ? Mình đâu có gì với ảnh, sao phải sợ? Anh Thập Nhất. Chào cô Sa. Ăn gì hả? Ăn tới ăn lui cũng chỉ mấy món đó thôi. Nuôi với bò sa tế hả? Ừ, cảm ơn. Em cũng không biết cái cài áo đó dùng để làm gì, thiệt vô dụng mà. Tại vì nó ngộ mà. Thì phải đó, một bộ ba cái có ngôi sao mặt trời mặt trăng gom lại một bộ đẹp biết mấy. Khổ nổi là phải uống 12 chén 24 vị thuốc mới đổi được một cái. Wow, mấy cái này là đồ cài áo ở tiệm trà mát của ông chớp mắt đó hả? Đúng, cũng đẹp thiệt ha. Nếu thích thì kêu hoàng thượng đổi giùm cho cô đi. Hoàng thượng đâu có rảnh như mấy đứa. Sao hoàng thượng không có rảnh đi uống trà mát thôi, nhưng có thể bỏ tiền mua một bộ được mà. Mình cũng nhờ ông mua giùm một bộ đi. Cô ba, cô nói với ông còn muốn mua ba bộ có được không vậy? Mấy món như vậy có lợi ích gì chứ, còn nói bỏ tiền ra mua vô dụng thôi. Cô Sa cũng nói là vô dụng rồi mà. Anh bị nóng, uống nhiều trà mát một chút. Xin hỏi uống trà mát thì tặng đồ cà áo hả? Uống một ly 24 vị thuốc thì được tặng một tấm vé cào của ông chớp mắt, cào được một cái hình vẽ thì được tặng một cái cài áo. Vậy cho tôi một ly trà đắng đi. Trời, sao mà đắng quá vậy? Loại trà đắng này đã tăng vật liệu, rất thích hợp với thiếu niên nam nữ đang tuổi thanh xuân mặt có mụn. Vậy không hợp cho tôi uống. Không sao đâu, tôi đem về cho cháu tôi uống ha. Đưa một tấm thẻ cho tôi. Không được, quy định là phải uống tại đây mới cho. Hả? Thấy sắc mặt của cô không được tốt, hay là qua bên kia tìm một đông y sĩ bắt mạch đi. Cái gì, sắc mặt của tôi là trắng mà. Ông đâu có cần nhìn tôi uống, tôi từ từ uống được. Làm ơn đi đi. Ý trời, đắng quá. Cái bọn trẻ làm sao mà uống được chứ. Mẹ cảm ơn. Mau lên. Nè, mỗi người một tờ cào đi. Cảm ơn ông chủ. 1, 2, 3. Em trúng được cái mặt trời. Anh trúng được một cái mặt trăng mẹ. Nè. Cảm ơn ông chủ. Cảm ơn ông chủ. Anh đeo cho em. Được. Nè cô à, cô đã uống 4 tiếng đồng hồ rồi. Tôi không dám tiếp cô nữa. Thấy cô nhăn nhó như vậy, ai còn dám tới đây uống trà chứ. Nhưng tôi uống được nửa ly rồi mà. Cô yên tâm, tôi không thu tiền của cô. Có thể nào cho tôi một cái cài áo có được không hả? Đương nhiên là không được. Ủa, ngôi sao cài áo của ai vậy? Của ai vậy ta? Có ai bị mất à? Không lẽ bên cạnh rớt qua? Nếu không có ai nhận, mình lấy cũng đâu có quá đáng. Sa, bữa nay em sao vậy? Bộ không được khỏe hả? Không phải, có lẽ dạo này ít đánh bóng bàn thôi. Vậy cũng phải, dạo này đánh ít hơn nhiều ha. Không biết tại sao, hình như bây giờ không thích đánh bóng bàn gì mấy. Vậy hả? Vậy đừng có miễn cưỡng nữa, qua bển ngồi chút xíu đi hả? Có chuyện gì vậy? Xém chút anh đạp gãy ngôi sao cài áo của em đó. Trời ơi, em đẩy anh xém chút muốn bể đầu luôn rồi. Lại vì cái cài áo rẻ tiền này đó hả? Gì mà cài áo rẻ tiền chứ. Loại này có ba kiểu ngôi sao, mặt trời, mặt trăng đó. Khó lắm mới có được một bộ. Phải, nhưng mà loại cài áo rẻ tiền này nếu như đặt số lượng lớn chỉ có 1-2 xu một cái là có. Có nhiều thứ không phải nói đến tiền đâu.
Vậy cũng đúng, vậy cũng đúng. Quan trọng là em thích thôi. Đâu phải, không phải mình đang bị đài truyền hình quay lén. Sao kỳ vậy chứ? Trong hộp kẹp vừa có ngôi sao cài áo, bây giờ lại có mặt trăng nữa. Sa Sa, sao đúng lúc vậy? Phơi áo hả? Phải đó anh Tập Nhất. Phải đó, gần đây có một điều kỳ lạ đã xảy ra. Là điều kỳ lạ gì? Trong hộp kẹp tự nhiên lại có ngôi sao cài áo của tiệm trà đắng hiệu ông chớp mắt, rồi lại có mặt trăng nữa. Hey, tôi còn tưởng là chuyện gì lạ lắm. Tưởng là cô nói người quả tinh đáp xuống sân thượng của nhà mình nữa. Nhưng mà anh không cảm thấy lạ hả? Cái hộp kẹp để ở đây, tự nhiên có đồ cài áo trong này, kỳ lạ như vậy đó. Sao lại khi không chứ? Ở đây là sân thượng của nhà mình, xung quanh có nhiều tòa nhà cao ốc như vậy, thì gió lớn thổi qua cũng có người quăng xuống cũng có mà, phải không? Vậy cũng đúng. Nhưng lại đúng lúc quăng vô cái hộp này. Vậy những chuyện tình cờ hay là đúng lúc cũng thường hay xảy ra lắm. Có một bà ở dưới nhà liên tục trúng 8 kỳ số độc đắc. Còn nữa, hôm qua tôi đọc tin tức ở ngoại quốc, có một người đàn ông đang ngồi ở trong nhà và đột nhiên bên ngoài gầm một tiếng, rồi chớp một cái xẹt thẳng xuyên qua cái ổ khóa, đánh trúng ngay cái ngón chân cái. Nè, có lạ chưa? Vậy cũng đúng. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy có người bỏ vô đây, không giống như là ở phía trên rớt xuống. Đâu có ai khi không lại để đồ vô cớ trong đó vậy chứ. Vậy cũng đúng. Cái này ngộ thiệt ha. Tôi thành công rồi. Cần gì phải lớn tiếng như vậy? Thành công gì chứ? Mai mốt tôi sẽ đi Hollywood quay cái phim Hồi Ký Của Hoa Cung. Anh hả? Họ đã chọn anh. Đúng, không những tôi còn có Trần Phi, Lão Tam cũng được chọn luôn đó. Mấy người cũng được hả? Nè, họ cần nhiều người vậy sao? Đúng rồi, không phải quan sao? Tôi không có. Tôi nghĩ chắc là không có. Vậy thì lạ quá, ba chúng tôi đều có, đâu lý nào anh không có. Cái gì mà lý hay là không có lý chứ. Chỉ biết là lần này cơ hội thiệt là hiếm có. Ráng lên, cố gắng. Nhất định rồi. Nhưng mà lạ một cái là ba chúng tôi đều không biết một chữ tiếng Anh nào. Nhưng có phần anh thì không. Anh Mãn à, không biết tiếng Anh thì có thể học, thì cũng giống như là anh Phát lúc trước vậy. Ê, có cứu tinh. Cô ơi, qua đây qua đây. Cô này là ABC, học ở trường Tây nước ngoài, tiếng Anh nói lưu loát còn giỏi hơn là tiếng Hoa nhiều. Có gì hỏi cổ. Ngồi. Could I do any help? Có nghĩa là hỏi mấy người có cần giúp gì hay không đó. Sai cũng có vẻ phấn chấn vậy. Ba người họ mai mốt sẽ qua Hollywood để mà phát triển. Really? That's great. Quay phim gì? Hồi Ký Của Hoa Cung. Đã tuyển được người? Tuyển được rồi nè, có thư tới nè. Không phải, thư này họ viết đã reject anh rồi. Chết cái gì hả? Nghĩa là không được trúng tuyển. Hả? Không được trúng tuyển mà cũng gửi thư tới? Bộ kiếm chuyện giỡn chơi hả? Thiệt tình. Anh không biết đọc hả? Sao lại gạt chúng tôi? Nói là nhận được thư thì được. Tôi không có gạt anh nha. Rõ ràng tôi đâu có biết chữ tiếng Anh. Tôi tưởng được nhận thôi chứ bộ. Bị anh chơi chết rồi. Xin lỗi. Alo. Dạ phải, tôi là Thành Đại Kỳ. Đúng rồi, tên nghệ danh của tôi là Giảng Quốc Kỳ. Cái gì? Mấy người đã tuyển được. Tôi. Lần này phải làm lễ tạ ơn Bồ Tát đó. Cảm ơn tổ tiên phù hộ, phải do tôi làm thì mới đúng chứ. Phải. Tạ lễ hai lần cũng đâu có sao đâu. Chỉ biết bây giờ tòa nhà Mưu Lợi đã xuất hiện một đại minh tinh Hollywood. Chúng tôi ra vào nơi đây cũng cảm thấy vinh quang. Cũng giống như con gì đó, con sẽ viết một cuốn sách người cha của tôi Thạch Đại Kỳ. Chuyện này cũng chưa có đi đến đâu hết. Nghe nói là Hồi Ký Của Hoa Cung thì chia ra làm 3 phần, quay xong ít nhất là mất 5 năm. Vậy chú phải mất 5 năm mới trở về hả? Không những là vậy, còn phải đi khắp thế giới để tuyên truyền nữa. Dự thi giải Hollywood ở Hán Thành. Còn nữa, còn các giám chế nước Mỹ khác sẽ giành giải ảnh đế quay phim. Vậy chú sẽ vắng nhà lâu lắm. Không cần phải trở về đâu, ở bên đó có nhiều cô
mắt xanh tóc vàng đẹp dữ lắm, không chừng ở bên đó luôn á. Sau này Nhĩ Khang với Kim Nhật kết hôn rồi sẽ dọn qua nhà kế bên để ở, thì căn phòng trống có thể cho anh chị làm phòng em bé. Mấy người thiệt là nghĩ xa vời quá. Không phải đâu chú Thập Nhất, nghĩ tới là vừa rồi mà. Cậu Thập Nhất à, lần này cậu đi chắc chắn sẽ vắng nhà lâu lắm đó. Nhưng trong thời gian này chưa đi á, cậu hãy nghĩ có điều gì cậu muốn làm, có món gì cậu muốn ăn, có người nào cậu muốn gặp. Nếu như không á, từ nay về sau ít cơ hội gặp lắm. Anh Thập Nhất, anh cầm tin con gì để tôi xét coi sang năm có phát đạt hay không. Tôi tuổi thân. Tuổi thân hả? Tuổi thân à. Ý, cái này nói sang năm hướng Tây bất lợi cho anh. Nói là nếu anh đi tới những chỗ hướng Tây thì anh sẽ gặp kiếp nạn đó. Có thiệt không? Có thiệt không đó, Hollywood thuộc về hướng Tây mà. Ở đây viết rõ ràng nè, nếu đi về hướng Tây sẽ xui dữ lắm, kêu là Tây tà đó. Ê, trong đây còn nói tuổi Hợi, tuổi Dậu, tuổi Thân, hướng Tây đều bất lợi. Ê, tôi tuổi Hợi. Vậy sang năm đừng có đi về hướng Tây nghe. Vậy tôi sẽ đi Đông Nam Bắc là được rồi. Phải đó. Anh đi là đúng vậy luôn. Còn có cách chọn lựa, anh Thậm Nhất đi quay phim đâu có chọn lựa được chứ, không lẽ dọn qua châu Phi để quay đúng không? Phải đó Kỳ. Hay là em đi nói với Hollywood chậm lại một năm mới quay phim được không vậy em? Được, nói xong rồi không có ai tìm chú Thập Nhất nữa đâu. Sao kỳ vậy? Trời ơi, mấy chuyện mê tín có đáng gì để tin đâu. Biết bao nhiêu người tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Hợi, không lẽ ai đi hướng Tây cũng có chuyện hết sao? Cô Từ nói rất đúng đó. Cơ hội tốt như vậy tại sao lại không đi? Cô Thái Đình Đình này, tôi quay xong phim, quay trở về gỡ bản hiệu của cổ. Phải rồi, đi đi. Không phải đâu, Thái Đình Đình lâu nay nói mấy cái này chính xác lắm mà. Nè, ở đằng sau cuốn sách có nói về cách quá giải. Vậy hả? Ý, có nè. Ở đây nói là muốn quá giải Tây Tà thì phương pháp là đến miếu của bà Long xin một lá bùa bình an đeo trên người. Vậy là được rồi, đơn giản lắm. Có thiệt không? Miếu của bà Long, tính tình của bà rất là quái đản đó. Tôi có người bạn tới đó 20 mấy lần cũng không gặp được bà đâu. Nhất định phải thành tâm thành ý mới xin được bùa của bà đó nghe. Trời, vậy còn khó hơn trúng số độc đắc á. Xin chào. Xin hỏi các vị đang chờ đợi có phải là để gặp bà Long không? Đợi thì đợi, nhưng không biết bà có chịu gặp chúng tôi hay không. Các vị đợi bao lâu rồi? Đã 3 tháng, ngày nào cũng ngồi ở đây để đợi. Đợi 3 tháng mà vẫn chưa gặp được bà Long. Có phải là bà Long đi vắng rồi hay không vậy? Các vị hãy về đi, bà Long không có gặp các vị đâu. Tôi rất có thành ý, xin cho tôi gặp bà đi. Không phải là tôi không cho, nhưng các vị không có duyên. Ngày nào các vị cũng quỷ ở đây cũng vô ích mà thôi. Sư phụ à, tôi mới đến đây lần đầu tiên. Năm nay mạng của tôi phạm Tây Tà, nhưng mà tôi nhất định phải qua phương Tây để mà phát triển. Cho nên là tôi muốn xin một lá bùa bình an của bà Long. Ông mới tới lần đầu phải không? Dạ đúng. Hèn chi so với họ, ông đúng là khác hẳn. Tôi nhìn một cái là thấy ngay. Vậy có phải là tôi gặp được bà Long hay không? Tất cả mọi người đều không có duyên, còn ông thì... Tôi có duyên. Vậy thì tốt quá, đi vô. Là siêu cấp vô duyên. Hả? Thí chủ à, ông về cho. Tôi... Coi kìa. Người phụ nữ đó giỏi quá ha. Đúng là có lòng thành ghê. Có lòng vừa quy vừa lại. Chà, có lòng thành quá đi ha. Lại như vậy có lòng quá ha. Đúng rồi. Xa. Bà Long, xin hãy cho tôi lá bùa bình an đi. Thí chủ à, cô vừa mới tới đã ba quỳ chính lạy như vậy. Tôi cầu xin ông, tôi rất cần lá bùa bình an này để tặng cho người mà tôi yêu quý nhất. Thí chủ à, bà Long chịu tặng bùa cho cô. Vậy sao? Cảm ơn nhiều. Hoàng thượng có được người đàn bà như vậy thiệt là có phước. Anh à, hay là đi uống trà đắng với em đi. Em còn thiếu một cái áo hình mặt trời chưa có lấy được. Hay là đợi anh có một cái bụng bọc rồi hãy đi uống có được không? Em không chịu, hôm nay là ngày cuối cùng, không lấy được thì hết đó. Đi mau đi. Là ngày cuối cùng. Cái kè áo mặt trời xa chưa có lấy. Ông chủ à, cho một ly trà đắng. Được. Còn cái áo quan trọng nhất vẫn chưa có lấy. Cái áo này anh thích nhất, nhất định sẽ đem qua Hollywood. Đem lá bùa bình an mai vào trong cái áo này thì không có ai biết hết.
Ê, đâu mất tiêu rồi kìa. Ai đó? Sao cô núp ở đây vậy? Còn anh sao lại tới đây chứ? Tôi cài áo mặt trời. Thì ra đồ cài áo đó là do anh bỏ vào đây. Tại vì tôi thích cô mà. Anh đối với tôi tốt như vậy làm gì? Sao cô lấy áo của tôi? Bùa bình an của bà Long. Sao nhét lá bùa này vô áo của tôi vậy? Thì trị tây tà. Cô đối tốt với tôi như vậy để làm gì? Là tôi lượm được ở ngoài đường thôi. Cô khỏi cần phải nói láo. Hôm nay ở miếu bà Long, tôi nhìn thấy cô vừa quỳ vừa lại vì muốn cầu lá bùa bình an này cho người yêu của cô. Cô vẫn còn yêu tôi. Thì là điên. Tôi cũng rất yêu cô. Điên quá. Lòng còn cần, 每一天就有开心欢喜，人若要创造成就要发点心机，几多变化要风浪飘忽天气，莫退避，要抽气就可享受福气。即使跌到亦不需愁眉，人生总会有比有喜。你我要珍惜，永伴随别要分离携手，争此高飞。人面对风波，心中少不免，真真真真真，人生总要到某些关头，忍忍忍忍忍，团结就。